Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Hôm nay là bài học và giao tiếp cơ bản, bài số 3. Bài này TK hướng dẫn cho các bạn ở trong lớp giao tiếp những bạn đang sinh sống tại Canada và tại Mỹ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Có một số câu trong đây các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc Tuy nhiên khi TK nhắc lại TK nói đến một ý khác cho nên các bạn chịu khó Mình nghe nhé Nhiều khi các bạn thấy sao bài kia cũng là hỏi về tên Bài này cũng hỏi về tên Nhưng mà tại vì hai bài nó hơi khác nhau chút xíu Nên TK nói lại Ở trong câu hỏi của mình tên của bạn là gì What is your name Ở à đây mình thấy có is Thì có thể viết tắt là what your name cũng được What is cũng được hoặc là what cũng được các bạn nhé khi mà câu hỏi như vậy, câu trả lời mình trả lời như thế nào? Thường ở trong câu trả lời sẽ là cái phần cuối của câu hỏi, sẽ là đầu tiên của câu trả lời của mình. Mình thấy phần cuối đây là gì? Là is your name. Thì khi trả lời, mình thấy trong câu trả lời nó có chữ gì? Chữ do là của bạn. Hỏi tên của bạn thì mình trả lời tên của mình. nha Mình thay đổi chút xíu chỗ này. Cho nên thay vì chữ do thì mình trả lời lại là my. Rồi phía sau chữ my là gì? Chữ name. Mình kéo xuống các bạn nhé. Kế đến là động từ. Mình thấy động từ câu hỏi là is đúng không? Thì mình kéo chữ is xuống. My name is. Sau đó là tên của mình. Ví dụ của TK là my name is TK. Nha các bạn. Phần cuối của câu hỏi là phần đầu của câu trả lời. ha My name is TK hoặc là my name's TK. Câu hỏi kế tiếp mà chúng ta đã thảo luận trong tuần trước là gì? Bạn đến từ đâu? Where are you from? Ở đây mình có chữ where là ở đâu? Are you? Thường mình là you are đúng không? Nhưng mà khi câu hỏi nó sẽ đảo động từ ra trước thành ra are you. Chữ from có nghĩa là từ. Nguyên câu là where are you from? Bạn đến từ đâu? Thì mình thấy khúc cuối của câu hỏi này là gì? Là are you from? Are là động từ. You là bạn. From là đến. Thì thay vì you are thì chúng ta trả lời là gì? Hỏi bạn thì mình trả lời là mình đúng không? I am. Là tôi. I là trả lời cho you. Em là động từ thế cho A. Ai không có đi chung với A mà ai lớp nào cũng đi chung với em hết. I am. Rồi kế tiếp mình có chữ gì? Có chữ from. Mình kéo chữ from xuống. I am from. Tôi đến từ Việt Nam. I am from Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Thay vì hỏi where are you from, mình cũng có thể hỏi một cách khác nữa là where do you come from? Bạn đến từ đâu? Ở câu trước mình có gì? Where là ở đâu? You là bạn from là từ bạn từ đâu còn đây là bạn đến từ đâu có thêm chữ đến nữa mà đến là động từ thường nên mình không xài a được mình phải sử dụng trợ động từ do nha các bạn cho nên trong câu hỏi này mình thấy chữ where mình học rồi là ở đâu ha chữ do do là gì là trợ động từ chữ do mình thấy rất thường xuyên trong các câu hỏi những câu hỏi nào mà xài động từ bình thường không phải là động từ về to be ví dụ như are is hoặc là am thì sẽ có trợ động từ do ở trong đó cho nên các bạn thấy chữ do rất là nhiều trong các câu hỏi nha. Đây là trợ động từ. Chữ du là bạn mình có từ mới là come là đến. Thì là bạn đến từ đâu? Câu hỏi của mình là where do you come from. Thì các bạn thấy không? Ba từ cuối là gì? you come from. Mình không lấy chữ do tại vì do là trợ động từ mình chỉ sử dụng trong câu hỏi thôi. Cho nên chúng ta không lấy chữ do ha. Rồi, chữ du thì mình đổi lại là gì? I. Cái đến mình có come là đến, from là từ, sau đó là tên quốc gia I come from Vietnam. Lý do mà TK đưa ra là tại sao? Tại vì nhiều khi trong cái lớp của mình các bạn học, các bạn ở tiểu bang Cali, các bạn ở Texas, có bạn ở Toronto, ở những thành phố khác nhau. Thì như khi mình hỏi, à bạn ở đâu thì bạn lại trả là tôi ở Cali, tôi ở Texas. Thì không phải các bạn nhé. Khi mà người ta hỏi where do you come from hoặc là where are you from là người ta muốn biết mình là đến từ gốc của mình là từ nước nào thì tất cả chúng ta đều là người Việt Nam mình trả lời là I come from Việt Nam hoặc là I am from Việt Nam mình không có trả lời tiểu bang của mình nếu mà muốn hỏi chỗ mình đang sống thì người ta sẽ hỏi là bạn sống ở đâu chứ không phải là bạn đến từ đâu các bạn lưu ý nha câu kế tiếp của mình là where do you live bạn sống tại đâu lúc nãy thì mới hỏi đúng không thì bạn sống tại đâu có nghĩa là mình nói đến cái thành phố hoặc là cái chỗ mà mình đang sinh sống ha Where do you live? Thì đây where mình học rồi nè. Chữ do là mình thấy trong câu hỏi hay có. You là bạn. Live là từ mới. Live có nghĩa là sống. Nhiều bạn sẽ đọc là live hoặc là live là không đúng nha. Live có chữ vi ngoài sau nha các bạn. Live. Bạn sống tại đâu? Câu hỏi của mình where do you live? Thì bây giờ mình lấy những từ cuối là từ nào? Mình lấy từ chữ you. Tại chữ do thì khen nói lúc nãy đó. Do là trợ động từ. Mình mượn, mình sử dụng trong câu hỏi. Cho nên khi trả lời thì chúng ta không có lấy từ do nữa. You live thì mình đổi lại là I live, đúng không? Nãy là bạn sống, mình trả lời là tôi sống. I live là tôi sống. Tại, mình sử dụng in nha các bạn. Thường khi mà nó đến tại, chúng ta sử dụng chữ at. Nhưng mà các bạn lưu ý nha. Chữ in, chúng ta sử dụng khi mình nói đến tên của thành phố hoặc là tên của quốc gia. Cho mình sử dụng là in, I live in. Sau đó mình có thể sử dụng như là Canada, Australia là nước Úc. The US là Mỹ, the UK là Anh hoặc là bất cứ quốc gia nào bạn đang sống. Còn nếu mà bạn muốn nói đến tiểu bang hoặc là thành phố thì mình có là California, Texas, Toronto, Vancouver. Thì mình thấy ở đây là gì? Thứ nhất là tên quốc gia, thứ hai là tên tiểu bang, tên thành phố. Thì trước những cái chỗ này chúng ta sử dụng gì? In, I live in. Rồi đến tên quốc gia cũng được, tên thành phố cũng được, tên tiểu bang cũng được. Mà phải là in các bạn nhé ở đây mình thấy ở chỗ tên quốc gia mình thấy có canada úc thì không có chữ The ngoài trước nhưng mà mỹ với anh có chữ The thì các bạn sẽ thắc mắc tại sao uh, có một số quốc gia lại sử dụng chữ The ngoài trước một số quốc gia lại không có sử dụng thì, thì lúc nào mình sử dụng thì các bạn lưu ý nha ở đây thì có ví dụ là mình có việt nam canada Cambodia là campuchia thailand norway là naui australia là nước úc thì những nước này mình thấy không có chữ tờ ngoài trước nhưng mà Mỹ the US lại có chữ the ha. Đức Anh là the UK hoặc là Philippines, the Philippines. Thì sự khác nhau là gì các bạn? Các bạn xem luật nha. Luật của mình là không được dùng the trước tên quốc gia. Các bạn lưu ý nha, trước tên quốc gia mình không được dùng chữ the, mình không nói là I come from the Vietnam hoặc là I come from the Cambodia mình không được dùng the trước tên quốc gia. Ngoại trừ những quốc gia có những từ sau. Thứ nhất là United. Cái tên của nước nào mà có chữ United trong đó thì mình có chữ the ngoài trước nha các bạn. Ví dụ như Hoa Kỳ. The US đúng không? Thì chữ US viết tắt của chữ gì? Chữ U là viết tắt của United. Chữ S là States là các tiểu bang. Đây là hợp chủng quốc Hoa Kỳ đúng không? Thì nó gọi là những cái quốc gia mà có nhiều cái tiểu bang hợp lại với nhau, United là kết hợp. Thì mình thấy ở tên nước nào mà có chữ United thì mình phải có chữ The ngoài trước. Ví dụ như là The US ha. Ví dụ số 2 mình có nước Anh, The UK là nước Anh. Thì viết tắt của chữ The United Kingdom. The United Kingdom là nước Anh. Cho nên các bạn thấy nước nào mà trong cái tên của nước mình có chữ United thì chúng ta phải có chữ The ở ngoài trước ha như vậy luật thứ nhất của mình là trong tên nước phải có chữ united luật số 2 là cái tên nước đó là số nhiều ví dụ như mình có philippines tên tiếng anh là the philippines có chữ s ngoài sau các bạn thấy không khi mình có chữ s ngoài sau nó là số nhiều thì chúng ta có chữ the ngoài trước nhé hoặc là the netherlands thì mình thấy cũng có chữ s ở đây cho nên các bạn nhớ nha những nước nào có chữ united hoặc là có số nhiều chữ s ngoài sau thì chúng ta phải có chữ the ngoài trước ha. Sang câu hỏi tiếp theo, bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? Chữ how có nghĩa là như thế nào? Old là già. Bạn già như thế nào? Có nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi? Thì khi mình trả lời, mình thấy là are you? Thì mình trả lời lại là I am. Are you là bạn thì mình trả lời là tôi. I am 25 years old. Tôi 25 tuổi. I am là tôi là 25, là 25. Years là năm. Ở trong chữ year này mình thấy ngoài sau có chữ S. Tại sao? Tại vì là 25. Nếu mà một tuổi thì không có chữ S. Mà từ 2 tuổi trở lên là phải có chữ S ngoài sau nha các bạn. I am 25 years. Sau đó là old. Tôi thì 25 năm già. Có nghĩa là tôi 25 tuổi. Mình có thể trả lời đầy đủ như vậy. Hoặc là bạn trả lời ngắn gọn là I am 25. Thì người ta cũng hiểu là mình 25 tuổi. Không cần phải nói là years old cũng được các bạn nhé. I am 25. Tôi 25 tuổi. Câu tiếp theo, when were you born? Bạn đã được sinh ra khi nào? Mình có chữ when là khi nào? Chữ were là gì? Nãy giờ mình hết trong câu hỏi của mình một là are, are you? Hai là do you? Tại sao đây là were? Were là quá khứ của are. Tại sao sử dụng quá khứ mà sao không phải là when are you born? Tại vì cái chuyện mà mình được sinh ra là đã ở trong quá khứ rồi. Không phải là ở trong hiện tại các bạn nhé. Cho nên chúng ta phải sử dụng thì quá khứ của A là were. When were you là bạn, born là sinh ra. Bạn đã được sinh ra khi nào? When were you born? Như vậy mình thấy ở đây là gì? Thay vì are you thì là were you. Thì chữ you chúng ta kéo xuống mình đổi lại thành là Ai là tôi. Chữ were là quá khứ của I, còn was là quá khứ của em. Mình thường là I am đúng không? I am thì bây giờ là I was, không phải là I were như các bạn mình thấy. Ở trên là were nhưng mà xuống chuyển về trả lời mình trả lời là I was, tại vì chủ từ là I, cho nên was. Kế tiếp là gì? Chữ born mình kéo xuống. Tôi đã được sinh ra kế tiếp là vào năm, thì chúng ta sẽ dụng chữ gì? Vào năm, chữ in. Chữ in luôn các bạn nha. Tôi đã được sinh ra vào năm in, sau đó là số 5, ví dụ như năm 1985. Thì bây giờ mình có số 1985 mình đọc như thế nào? Mình lưu ý là mỗi kiểu số sẽ có cách đọc khác nhau. Đây mình đang nói về số 5. 1985 mình chia ra làm hai đợt. Đợt đầu tiên là số 19, sau đó là số 85. 19 là 19. 19. 85 là 85. 85. 1985. Nguyên câu của mình là I was born in 1985. Rồi, cái câu hỏi của mình là when, when were you born? Bạn đã được sinh ra khi nào? Câu kế tiếp là bạn đã được sinh ra tại đâu? Khác nhau, khác nhau có một chữ thôi. Thay vì ở đây chữ when là khi nào thì chúng ta bỏ chữ when đi, mình thay vào bằng chữ gì? Tại đâu, ở đâu là where. Where were you born? Bạn đã được sinh ra tại đâu hoặc là ở đâu? Những câu hỏi này um, mình sẽ gặp rất là thường xuyên khi mà các bạn đi ph phỏng vấn thi quốc tịch Thì trong cái uh, câu hỏi có khi người ta sẽ hỏi mình nha các bạn Bạn đã được sinh ra tại đâu? Where were you born? Cho mình lưu ý nó khác nhau có một chữ thôi Một là when hay là where Chúng ta nếu mà nghe không rõ mình có thể trả lời sai Người ta hỏi mình khi nào thì mình trả lời là ở chỗ nào Hoặc người ta hỏi mình chỗ nào thì mình trả lời năm nào nên mình phải để ý câu hỏi Nếu mà lỡ mà mình không có nghe được Thì mình sẽ hỏi lại là Mình hỏi lại là bạn có thể nói lại cho tôi nghe Hoặc là mình có thể hỏi lại là when hay là where Thì người ta sẽ nhắc lại cho mình nha các bạn Rồi bạn sinh ra ở đâu Thì mình trả lời cũng như vậy I was born in Giống nhau khúc đầu đúng không các bạn Thay vì là tôi đã được sinh ra vào năm Thì mình y chang I was born in giống nhau Mình thay cái số năm bằng cái tên quốc gia I was born in Việt Nam. Cái này là dành cho khi nào? Khi uh, mình nói chuyện với người nước ngoài, người ta không biết mình đến từ đâu, thì người ta hỏi là à, bạn sinh ra ở đâu? Thì mình nói ở Việt Nam, hoặc là ngay khi người ta biết mình sinh ra ở Việt Nam, nhưng mà tại vì mình đang ở nước ngoài, người ta muốn hỏi là ở chỗ nào trong Việt Nam, thì người ta cũng có thể hỏi là như vậy. Nhưng mà nếu mà giữa hai người Việt Nam nói chuyện với nhau, thì ví dụ như TK người Việt, TK biết bạn cũng người Việt là chắc chắn bạn sinh ở Việt Nam rồi. Thì khi mà mình hỏi bạn sinh ở đâu Lúc mình trả lời không phải là ở Việt Nam nữa Mình phải trả lời cái thành phố Tại vì cả hai đều biết mình là người Việt Nam Mình được sinh ra ở Việt Nam Thì khi người ta hỏi là người ta muốn hỏi Cái chỗ thành phố bạn sinh ra Bạn sinh ra ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung Hoặc là thành phố nào đó nha các bạn Thì lúc đó mình sẽ đổi lại là tên thành phố Câu hỏi kế tiếp là bạn đã ở Canada được bao lâu rồi Hoặc là nếu mà các bạn ở Mỹ Thì đổi là là bạn ở Mỹ được bao lâu rồi Thì mình có gì How long have you been in Canada? Ở đây chúng ta có từ how long là bao lâu. How long. Chữ long mình đọc kéo dài chút xíu nhưng tại nó có chữ ngờ ngoài sau. How long. Ngờ. How long. Bạn đọc how long, how long thì nó cắt mất chữ g rồi, nó còn có chữ n thôi nhé. How long. You, mình có chữ you là bạn. How long you là bao lâu bạn. In Canada là ở Canada. Những từ đó mình biết rồi phải không? Ở đây mình có từ gì? Have been. Tại sao không phải là how long are you? Gì đó mà lại là, là how long have you been? Thì have you been mình thấy ở đây có chữ have been. Thường mình thấy trong câu một có chữ have. Sau đó là động từ ở cột thứ ba trong động từ bất quy tắc hoặc động từ thêm id Mình gọi là quá khứ phân từ đó. Thì mình biết rằng đây là gì? Đây là thì hoàn thành. Nếu mà have, have là hiện tại thì là hiện tại hoàn thành. Nếu mà had là quá khứ của have thì đó là quá khứ hoàn thành các bạn nha. Còn nếu mà có will thì là tương lai hoàn thành cho mình thấy nếu mà có have và động từ ngoài sau là quá khứ phân thực thì đó là thì hoàn thành hoàn thành là gì ở đây là hiện tại hoàn thành có nghĩa là cho tới giờ phút này cái đó cái công việc nào mình nói đến đã hoàn thành rồi trong câu hỏi của mình là cho tới thời điểm này bạn đã ở canada được bao lâu rồi thì cái việc mình ở canada đó đã hoàn thành chưa đã hoàn thành rồi Tới giờ phút này tôi đã hoàn thành việc ở Canada được bao lâu đó rồi Tôi đã ở được 3 năm, 4 năm, 2 năm, 1 năm gì đó Thì cái việc đó đã hoàn thành rồi Cho nên chúng ta sử dụng là How long have you been in Canada? Chỉ been đây có nghĩa là Động từ to be có nghĩa là ở Bạn đã ở Canada được bao lâu rồi? Các bạn nha How long have you been in Canada? Thì mình thấy khúc sau là gì? Have you been in Canada? đúng không thường mình bỏ là mình bỏ cái từ hỏi ra thôi các bạn từ hỏi mình bỏ ra hoặc là trợ động từ thì mình bỏ ra từ hỏi là gì trong cái câu hỏi nó có cái gì ở đâu khi nào như thế nào ở đây là bao lâu thì những cái đó là từ hỏi cái từ mà làm nên cái câu hỏi trên chúng ta bỏ cái đó ra thì những phần còn lại mình sẽ mình sẽ gồm cái phần đó ở trong câu trả lời của mình thì mình thấy have you been in Canada Have là động từ, nó sẽ nằm ra sau chủ từ Cho nên mình sẽ để ra sau ha Chữ you mình đổi lại là I, là tôi Sau đó mình kéo have xuống I have been in Canada Tôi đã ở Canada được một năm Chẳng hạn thì chữ được là gì? For Các bạn nhớ nha, nãy giờ mình học là in, in đúng không? Bây giờ là for I have been in Canada for one year một năm cho nên chữ year sẽ không có s nếu mà các bạn ở hai năm trở lên thì là two years three years five years thì chữ year phải có s ngoài sau ha cái này là mình trả lời lịch sự mình sẽ lặp lại nguyên cái phần câu hỏi người ta hỏi là bạn ở canada được bao lâu mình trả lời là tôi ở canada được bấy lâu nhưng mà các bạn có thể trả lời là tôi ở đây nếu mà mình đang ở canada mà người ta hỏi mình thì mình nói là tôi ở đây được mấy năm đó rồi thì mình thay cái nguyên cái cụm từ in canada ở tại canada đó bằng chữ đây đây là gì? Here Đúng không? Còn nếu mà các bạn đi về Việt Nam chẳng hạn mình gặp bạn mình bạn hỏi Ủa bạn ở Canada bao lâu rồi thì mình kêu là tôi ở đó Từ lúc đó mình không ở Canada mình chỉ dùng chữ đó Here là ở đây There là ở đó Các bạn nha Thì mình nói lại như thế nào? Mình bỏ chữ in Canada đi mình thấy bằng here hoặc là there I have been here for two years Hoặc là I have been there for two years Tôi đã ở đây được 2 năm, tôi đã ở đó được 2 năm. Một câu nữa mình cũng thường hay gặp khi các bạn đi phỏng vấn ở bên Mỹ là When did you arrive in the US? Bạn đến Mỹ khi nào? Thì mình có chữ when là mình biết rồi nào là khi nào? Chữ did. Bình thường mình học là gì? Do, do, do. Tại sao bây giờ là did? Tại vì chữ did là quá khứ của do. Mình hỏi là bạn đã đến Mỹ thì cái hành động bạn đến Mỹ là quá khứ rồi nên chúng ta đổi chữ do thành quá khứ là chữ did các bạn nhé. Chữ do là thì hiện tại, chữ did là thì quá khứ. Sau đó mình có you là bạn. arrive là đến. in các bạn nhớ không trước tên quốc gia mình sẽ dùng in the US là Mỹ. Bạn đến Mỹ khi nào? When did you arrive in the US? Thì bây giờ khúc sau là gì? Chữ when là từ hỏi mình không nhắc đến, chỉ did là trợ động từ. Mình lặp lại từ chỗ chữ you cho đến cuối. You mình đổi lại là I. Arrive. Nhưng mà đây là thì quá khứ cho nên chúng ta sẽ thêm chữ đi ngoài sau. Các bạn nhớ không? Tôi đã đến. Nếu mà hiện tại thì không có. Nhưng mà đây là quá khứ nên chúng ta đổi động từ qua thì quá khứ. Arrive là động từ thường, chúng ta thêm đi ha. I arrive. In the US, tôi đã đến Mỹ. Thì cái phần in the US này cũng giống như hồi nãy mình có in Canada, vậy đó chúng ta có cũng được, không cũng được. Tại vì mình đang nói, người ta vừa hỏi bạn ở Mỹ bao lâu thì mình trả lời tôi ở đây được 3 năm, 4 năm gì đó thì mình không cần phải lặp lại là tôi đã đi đến Mỹ. Mình không cần lặp lại các bạn nha. In là vào năm. Mình có in 2015 thì các bạn nhớ in là đứng trước năm nhé. Rồi năm của mình là 2015 thì mình chia ra làm 2. 20 là 20, 15 là 15, 20, 15. Còn nếu mà các bạn muốn trả lời rõ ràng luôn là tháng mấy, ngày mấy thì chúng ta sử dụng gì? On. Mình không sử dụng in nữa các bạn nha. Mình sử dụng là on, trước tháng phải là on. On May, tháng 5, 10 là ngày 10, 20, 15. Lưu ý, on sử dụng trước tháng ngày. Ở đây nếu mà các bạn chỉ trả lời là tháng 5 năm 2015 thì chúng ta sẽ dùng in. Chữ on khi nào mà có tháng cộng với ngày các bạn nhé. Thì khi ghi là on trước tháng ngày có nghĩa là tháng có ngày chính xác thì chúng ta sẽ dùng là on. Còn nếu mà chỉ tháng thôi thì mình sẽ dùng in luôn nghe các bạn. Nhưng mà khi đi phỏng vấn thường người ta muốn biết ngày chính xác nên tốt hơn các bạn học luôn cái ngày của mình nha. Một lần nữa Tika nhắc lại những câu hỏi này là những câu hỏi mà chúng ta đã nói trong tuần trước. À, mỗi tuần khi mà chúng ta gặp nhau, mình có sẽ à, trao đổi với nhau một vài câu Sau đó TK sẽ ghi chép lại những câu mà mình đã nhắc đến trong bài đó TK sẽ làm lại một bài và post cho các bạn Để cho những bạn nào mà chưa có nghe kịp ở trong lớp Hoặc là chưa có ghi chép kịp Thì đây là lúc cho chúng ta có thể ngồi viết lại vô tập của mình Và mình ôm lại, mình nghe đi nghe lại cái bài này Để cho mình có thể hiểu rõ hơn Thường sẽ có hai video Video số một là video TK giải thích Video số hai là video các bạn sẽ luyện đọc chung với anh Phan Anh Phan đọc xong anh Phan ngừng lại cho các bạn đọc theo mình tập như vậy để cho phần phát âm của mình nó có thể rõ hơn các bạn nhé. Bài của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. TK hy vọng rằng bài này sẽ giúp cho các bạn lần sau khi mình giao tiếp mình sẽ tự tin hơn vì mình biết chắc chắn rằng những gì mình nói là đúng. Mình không có phải lo sợ không biết mình nói như vậy có đúng không. Khi mà mình ngập ngừng lo sợ là mình cũng không tự tin thì cái giọng của mình nó cũng sẽ rụt rè, mình lại càng khó cho người ta nghe hơn nữa. Cho nên các bạn chịu khó học kỹ và tự tin trong giao tiếp của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã học chung với TK. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.